Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên hiện có 10 làng nghề đang duy trì sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động của địa phương và vùng lân cận. Trong đó, làng nghề truyền thống Mộc Hòa Phong đã và đang phát huy được thương hiệu sản phẩm đa dạng, được khách hàng nhiều nơi biết tới. Tại Hưng Yên, có nhiều làng nghề mộc truyền thống như ở xã Đại Tập, huyện Khói Châu, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, xã Hòa Phong là xã duy nhất tại Hưng Yên có 7 trên 7 thôn được công nhận làng nghề mộc mỹ nghệ. Với sự năng động của các chủ xưởng, đầu tư công nghệ các sản phẩm ở các làng nghề luôn được cải tiến về mẫu mã, thị trường luôn được mở rộng. Trong đó, nổi bật là sản xuất những mặt hàng mỹ nghệ chất lượng cao. Nếu mà đục tay bằng đục ấy thì những cái bức tranh như này thì nó phải rơi đến 2 đến 3 tháng. Đục bằng máy này thì chi tiết nó đẹp hơn và trong đó là nó đẩy tiến độ lên chỉ bằng một lửa thôi, khoảng tầm một tháng rưỡi là nó sẽ xong một tác phẩm như này. Làm cái này thì nó cũng nhàn hơn và dễ hơn ạ. Do 7 thôn của xã Hòa Phong đều được công nhận là nghề truyền thống, nên mỗi thôn thường đi sâu vào những lĩnh vực khác nhau của nghề mộc, trong đó đều phát triển nghề mộc theo thế mạnh riêng của mình. Làng Phúc Thọ với nghề mộc dân dụng, làng Phúc Miếu chuyên chạm khắc đồ gỗ, mỹ nghệ, đồ thờ và các chi tiết hoa văn ở các công trình xây dựng. 30 năm làm nghề, thổi hồn vào gỗ, trải qua nhiều thăng trầm cùng với làng nghề. Ông Nguyễn Văn Đủ là người có thâm niên trong nghề, cùng với những bí quyết về nghề, ông đang hàng ngày truyền đam mê và kinh nghiệm của nghề do cho ông để lại cho thế hệ trẻ để nghề mộc không bị mai một. Làng nghề truyền thống thì có rất nhiều lĩnh vực, bởi vì tất cả xã các anh em đi học nghề và làm nghề thì nó rất đa dạng. Mộc Hòa Phong được gọi là mộc mỹ nghệ, có bao gồm tất cả những người làm về gỗ, cái gì người ta cũng làm được. Họ sản xuất tất cả các mặt hàng, ví dụ đơn giản nhất đồ thí thước là giường, tủ, ghế, các trụ cầu thang, cửa nhà. Ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, một số hộ dân đã đi giới thiệu hàng tại các hội chợ, triển lãm và live stream bán hàng trên mạng xã hội, đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm của làng nghề lên các sàn thương mại điện tử. Internet bây giờ rất là phát triển. Ngoài buôn bán truyền thống ra, mình muốn quảng bá trực tiếp sản phẩm của những người làng nghề tới trực tiếp người tiêu dùng để quảng bá thương hiệu sản phẩm làng nghề. Vì mình có đẩy mạnh qua những kênh truyền thông, mạng xã hội. Ngoài ra còn trên rất là nhiều sàn thương mại điện tử nữa. Mong muốn của mình là những sản phẩm của mình đến trực tiếp đến tay người tiêu dùng chứ không phải thông qua những đơn vị phân phối khác. Xã Hòa Phong hiện có khoảng 1.300 hộ làm nghề, tăng khoảng 20% so với năm 2019 trước khi xảy ra dịch COVID-19. Bình quân mỗi xưởng sản xuất thu hút giải quyết việc làm cho khoảng từ 6 đến 10 lao động. Ước tính 7 làng nghề trong xã giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 1.500 lao động, mức lương trung bình khoảng 10 triệu đồng một người trên tháng. Địa phương cũng đã có một khu quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề để sau này trên cái cơ sở đó sẽ phát triển mạnh về làng nghề và đồng thời sản xuất tập trung để đảm bảo cái việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh và đồng thời đảm bảo cả vấn đề môi trường của làng nghề. Thực hiện đề án phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030 được phê duyệt theo quyết định số 2827 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho các cơ sở của làng nghề Mộc Hòa Phong, hỗ trợ địa phương và làng nghề, trưng bày giới thiệu sản phẩm, tham gia các hội chợ, quảng cáo ngoài trời, tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức cho người dân, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng và quảng bá thương hiệu sản phẩm của làng nghề.